Đây chúng ta nhìn là hoa vải là hoa đực rụng rất nhiều. Đấy, qua một trận gió to mưa. Đấy, thì hoa vải thì nó đang nở. Chúng ta nghe tin thì là vẫn có tiếng ong bay ở bên trên. Nay thứ ba ngày mùng 8 tháng 3, mùng 6 tháng 2 âm lịch. Thế thì ong giờ là đi rất sớm, 8 giờ 5 phút sáng. Ong như hôm nay là lấy về rất nhiều mật, tôi cũng chả cần phải đi nữa. Do tất cả là do đàn ong. Đàn ong đông thì nó sẽ nhanh quay mật, nhưng đàn ong yếu là không đi. Giờ ong đi rất nhiều. Và nay tôi mới rỡ cái này ra đấy, rỡ cái chống rét này ra. Giờ xây không cần cho ăn nữa. Đấy. Xây cái đàn này là đàn 4 cầu, xây một cầu nữa lên 5. Thì chúng ta xây kiểu cầu kho, chúng ta xây kiểu này, áp mạn vắt ngăn nhé. Để cho ăn thì nó xây nhanh hơn, nhưng mà giờ mật nó đang về nhiều rồi, tôi cũng không. Đây là cũng là đàn 3 lên 4. Đấy. Xem đàn này. Đàn ong chúng ta áp mạn vắt ngăn ấy thì thứ nhất là nó xây hiện tượng là nó xây không có ong đực ở dưới chân mấy nhá. Đây đặc biệt chúng ta xem. Đấy. Không có ong đực ở dưới chân mấy thì cũng giới thiệu các bạn những cái mặt này là đã xây xong này. Đấy. Toàn lỗ ong thợ. Ong nó phát triển nó xây theo bề ngang. Nếu mà chúng ta cho xây kiểu này mà khi xây nó thành nền thế này rồi. Đấy, thì chúng ta sẽ cho vào giữa để cho ong chúa đẻ. Cho vào giữa khu vực này này. Cầu thứ nhất, cầu thứ hai. Để chúng ta vào đấy để cho ong chúa đẻ. Thế mà làm cầu kho thì trước khi quay mật một tuần thì chúng ta cho xây này, xây như thế này được thì chúng ta sẽ đặt ra ngoài vắt ngăn này, đặt ra ngoài này nhé, đặt ra ngoài này. Đấy. Là rất chú ý cầu kho xây đặt ra ngoài vắt ngăn là bao giờ mà ngoài tự nhiên mà nó lấy mật về mà nó phải nhiều, mật tự nhiên về nhiều này, xong là ong là phải đông này thì cầu kho mới tác dụng. Ta đặc biệt chú ý về vấn đề cầu kho. Cầu kho thì chỉ có xây thế thôi, xây xong rồi chúng ta bỏ ra ngoài vắt ngăn. Ong mà giờ mà nằm ở bên hoa vải mà nó nhiều đấy là nó không chịu lấy mật đâu. Nó chủ yếu là nó đi lấy phấn nhiều. Nay về con nào bụng to. Cầu kho thì chúng ta cứ xây áp mạn vắt ngăn này trước khi quay mật. Và những cái này chiều nay tôi cũng sẽ vặt hết đi này. Đấy không, đáng nhẽ những cái con này là nó phải chui vào trong nó làm việc nhưng mà nó lại chui ra ngoài. Muốn xây tầng mà chuẩn là chỉ có đặt
áp mạn vân ngăn kiểu này. Xây xong thì chúng ta cho vào dưỡng. Đây là cái mặt ngoài. Đàn ong nó phát triển theo bề ngang nhé. Là đây chúng ta nhìn không có một cái lỗ ong đực được cả. Nhất cái má trong này này. Đấy. Xây đều tăm tắp. Đấy, đã có mật mới đổ về đây này. Đấy, cầu kho chúng ta chú ý như thế. Cầu kho thì cũng xây này trước khi chúng ta quay mật. Giờ chúng ta chưa quay mật, chúng ta tranh thủ và kiểm tra các mũ chúa nhá. Mũ chúa chia đàn chúng ta bóp đi. Thế mà nơi nào trong vài ngày tới nữa là nơi nào mà mật nó về rộ đấy thì đàn ong mà nó chia đàn quá thì chúng ta nên quay. Quay thì cái nồi 2 thì chúng ta quay nó nhẹ nhẹ thôi cho nó đỡ phá trùng. Còn cái nồi 6 thì chúng ta quay làm sao vòng đầu tiên chúng ta giữ gìn nhộng. Mà cái đàn nào mà trùng nhộng nó nhiều đấy. Đấy. Cái đàn này giờ cũng đang xây. Tôi là cũng cho xây áp mạng hết một lượt cái đợt vừa rồi. Nó xây đặc biệt là không có ong đực nhá. Không có một tí ong lỗ ong đực nữa cả. Đấy. Đây chúng ta xây, tại sao cứ bảo là xây trên cầu là lắm ong đực, lắm ong đực là. Thế mà vòng đầu mà cái nhộng mà nó đẹp như thế kia kìa. Đấy, chúng ta quay rất cẩn thận. Vòng đầu là chúng ta nương. Mà nhớ mùa này các bác phòng chống chia đạt cho nó tốt. Khi xây xong thì các bạn mà giờ đang cái thời kỳ là chúng ta đàn ong đã to rồi, chúng ta chống chia đàn nhé. Chống chia đàn. Có những cái tai mèo nào linh tinh là chúng ta phải vặt hết đi nhé. Không được để. Thế mà cái đàn này mà quay vòng đầu mà nhộng nó đẹp thế này đấy thì chúng ta quay thật cẩn thận, không được để phá vỡ những cái nhộng dưới chân này. Kiểm soát mũ chúa là đấy, có những cái tay mèo như thế này là chúng ta chịu khó vặt hết đi nhá, không được để. Đây là cầu thứ nhất. Đây là cái cầu trong này. Đấy, mũ chúa thường thường là nó không còn chỗ nào xây nữa, là tai mèo nó cũng xây linh tinh. Nhộng cười ra rất đẹp nhé, toàn lỗ ong thợ. Đây chúng ta nhìn. Quay vòng đầu nó phải thật cẩn thận, những cái tay mèo này chúng ta phải vặt đi, nó sẽ dựng mũ chú ở đây. Đấy, khi mật về chưa về nhiều đấy thì chúng ta thấy phấn đây nhiều không, giờ thì không lo thiếu phấn, không phải bo những cái ngày Tết đấy, mà ai mà bo kịp thời thì chắc giờ ong chỉ có xác định chia đàn. Thế mà đàn ong mà muốn xây như cái đàn này là chắc là không có ong đực ấy. Thì chúng ta phải xây áp mạn ngoài vắn ngăn. Ong nội là phải đặt thước. Thì cái cầu này mới xây là tôi sẽ cho vào giữa. Đấy.
Đây mới có cái lỗ này là lỗ ong đực. Ong đực. Nói chung là con chúa này là cũng đây này, lỗ ong đực chúng ta nhìn to toàn. Nó sẽ một số phá ra đi. Đây, chúng ta cho vào giữa này cho nó đẻ. Đấy. Thường thường là xây tầng là chúng ta là cái cầu mà nó lắm ong đực là nó sẽ chia đàn. À, lắm ong đực là chúng ta đàn ong là chưa đủ quân thì chúng ta xây ép thì chúng ta cứ nhét vào giữa này. Về cái mùa này là xây cực kỳ là khó. Khó làm sao để nó ít ong đực. Mới là khó chứ còn xây thì nó nhanh lắm, về mùa này xây nhanh. Nếu mà đặt vào giữa chỉ cần một đêm là xong. Cứ như mức độ nguồn mật này. Hôm qua hôm nay là nó vẫn rét là tôi cũng vẫn giữ. Ong giờ thời điểm này nó mới lên. Thì chúng ta vừa xem xong là các bác nhớ chống ong chia đàn, chúng ta chịu khó chúng ta vặt mũ chúa đi. Vặt mũ chúa đi để cho đàn ong nó phát triển tốt hơn. Nó không chia đàn nữa. Các bạn thật chú ý. Như cái đàn này giờ là không thấy quân đâu cả. Về cái tầm này là ông đi làm nhanh lắm, nó xây vẫn cứ nhanh. Giờ là ông tầm 9 giờ rồi là nó đi làm riết. Có khi 1/3 quân đi làm. Đấy, chúng ta đặc biệt chú ý. Trong cái thời gian này là nơi nào đàn ong mạnh thì chúng ta chống chia đàn, rồi là nơi nào mà mật mà nó về rộ thì chúng ta nên quay mật, quay vòng đầu, mà cái cầu nhộng nào mà nó đẹp quá thì chúng ta nên để lại cũng được, nhất là cái cầu nhộng mới xây đấy. Đấy, vòng đầu thì chúng ta nên giữ gìn, còn vòng hai mà chúng ta tùy theo nguồn. Đấy. Thế vì cái thằng nhãn, đây là cây nhãn nhá, nhãn này bạn nhìn thì nó cũng chưa biểu hiện nở. Nếu mà biểu hiện là nó nở thì chúng ta sẽ tiến hành chuẩn bị cầu kho này. Cầu kho là phải đàn ong đông này. Đấy. Thế bao giờ hoa nhãn nó nở được 20% thì lúc đấy nó mới rộ mật. Thế thì video hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn các bác ủng hộ kênh bằng cách đăng ký, nhấn chuông, like, chia sẻ và để lại một bình luận phía dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.